con trôn nó lao vào thì thực ra là trôn nó vẫn đủ cái lượng đam để dồn vào chết móc phinh. Vâng, ban đi TA rồi. Mặc dù là B8 đã pick Razor và ban quy được B, nhưng mà bên phía của team Spirit thì vẫn ban đi TA và pick ra cho mình đó là Nina. Múa rìu qua mắt thợ à? Dám pick Nina trước mặt Dandy. Xong rồi. Múa rìu qua mắt thợ anh em ạ. Quả này mấy ông Spirit chết rồi anh tôi. Lina mình chắc chắn là Dandy thì gọi là nắm rõ cái con hero này như lòng bàn tay rồi. Dandy với Nina thì Dandy chỉ thiếu mỗi cái nước viết sách nữa là gọi là bro thôi. Vâng, và Slug dành cho Excalibur. Slug trong tay của Excalibur này, Razor đi mid này, Caustic thì có cho mình một con NP ở vị trí off lane. Vậy là anh chàng Earthshaker này sẽ là người chơi sắp 4. LeBron thì có cho mình clip chốc sắp 5. Phía bên kia thì một con Lina trong tay của Aegon. Team Spirit thì có một con Batrider ở vị trí off lane. Immersion thì cầm Pango sắp cùng với Misa, đó là Oracle sắp 5. Directio đúng không? Nếu mà tên ông này em nhớ đọc chuẩn là Directio. Một con Chôn Golok. Anh nghĩ sao về lap của cả hai team? Anh nghĩ thì đang gọi là hơi khó để cho B8 đấy. Phải thật sự cái lane mà bây giờ không thắng được Nina rồi. Của nó là hòa thôi. Nina xả tay dài. Tức là bây giờ chúng ta tính đau. Từng lên đi. Đúng. Lên mid thì hòa hoặc thua. Đúng. Về bên phía của Razor. Được, Dandy. Dandy là Dandy. Dandy là từ hòa đến thua. Ok. Cái lane set thì Chôn thật sự là một trong những con carry đi lane mạnh nhất rồi. Anh ta sẽ không bị lì đi đâu. Cảm giác đây sẽ là lane hòa. Chôn hoang được. Nhưng ở trên top thì Slug đi cả bát rider anh ta cũng sẽ ổn thôi. Cái keo Slug cả bát thì anh em đều biết rồi. Bát rider thì không giết được Slug. Nhưng mà Slug thì anh ta cũng sẽ không phải quá thoải mái trong việc farm. Đúng. Mặc dù là cái đắc bách thì có thể giải đi được cái chạc dầu, nó vẫn là một cái skill khó chịu anh em ạ. Nên là mình nghĩ là trận đấu này giai đoạn đi lên thì bình thường B8 sẽ không có quá nhiều lợi thế. Khá hòa, đi lên khá là hòa. Cái mid game thì có vẻ như là bên phía của team Spirit họ sẽ ganh mạnh hơn này. Bát Rider, Bango, rồi cả Nina nữa đi ganh về giai đoạn mid game. Sau phút thứ 10 là họ sẽ ganh rất là mạnh. Hello người anh em Đỗ Di Tân nhá. Gọi là vừa được hai người xem thôi, mong rằng anh em là có thể thả một like các thứ nhỉ. Hai người xem thôi mà không người like thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Dead Channel ngày hôm nay thì channel của anh em biết là tuy là anh mới stream thôi nhưng mà anh á vào cái like ngay nó là 20 bạn thì đã có 30 like. Nó cứ phải gọi là đấy, người ta gọi là được 0.3 người xem, 0.2 người xem, nhưng mà mới bắt đầu live stream được 20 người xem là nhiều đấy. Anh biết em bắt đầu bao nhiêu không? 5. Thì bởi vì anh cũng gọi là có gọi là cắt Dota ở kênh này thì anh em cũng biết đến một ít thôi. Thế nên là cái việc livestream thì cũng có một vài anh em đã biết rồi. Còn em thì hồi mới bắt đầu là gần như là từ con số 0 à. Chưa ai biết đến mình thì 5 vẫn phải là nhiều đấy. Được, năm ngoái anh gọi là cũng tập tuệ thì có 2 người. Trong có một mình, một người là bạn anh lần dây thôi. Thế thì một người nữa là? Một người nữa. Một đứa bạn nữa. Thôi giờ thì chúng ta sẽ bước vào game đấu đầu tiên anh em ạ. Razor. Một con Razor đi mid trong tay của Dandy. Theo như chúng ta phán đoán thì đây là một kèo từ hòa đến thua. Trên top đang có đánh nhau kìa. Một cú chói khá là lâu đến từ bên phía của Misa. Và team Spirit đang trả lên. Thôi xong rồi, LeBron sẽ là người lên bảng đầu tiên ở trong cái trận đấu này. Bây giờ thì sao, Ghostlick anh ta sẽ lùi về được thôi. Team Spirit họ chơi đột biến hơn. Bình thường là các team hay đẩy hai support xuống bot, từ hai support xuống lại cái land orb để lấy cho mình ba ti. Nhưng bên phía của team Spirit ở trận đấu này hai support lại di chuyển vào cái land set, thành ra là B8 họ bị bất ngờ. Chính vì đó mà mất đi cho mình cái mạng của con Dream Chop. Hình như là ông này hơi đớ à? Hình như đang uống rượu anh ạ. Chưa chơi đồ không? Thôi em tự quay nhá. Bạn đấy chưa chơi đồ. Mình tự quay thì chuẩn hơn anh em ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng biết kill nhá, anh em thông cảm. Mới chơi đồ thôi, ta tin tưởng được mà. Người nghe mà. Chắc là vừa mới làm một nửa chai vodka, quay cho nó gọi là mịn. Dandy xem nào. Cái quay clip đầu tiên. Quay đầu tiên Nina có vẻ lát hít hơi kém thì phải. Chỉ có một con clip thôi, Dandy đang làm tốt hơn. Có cho mình 3 con luôn. Nên dám đánh Nina trước mặt Dandy này. Bây giờ không phải là con farm quá dễ, thực sự. Cầm cái Immortal này là farm dễ. Riêng bây giờ anh em nhớ nhá, có cái Immortal này này, cái roi quất asset này là farm rất là dễ, lát hit rất là mượt. Bây giờ thì Earthshaker di chuyển đến rồi, có hút nam mở lốc lại nào. Vâng, và Aegon gặp khá nhiều nguy hiểm.
anh ta bị đuổi theo, bị đánh tay đến đen đi, nhưng mà em nghĩ là anh ta vẫn về được, nghĩ là như vậy thôi. Còn mà chưa chắc đâu, khi mà còn ớt Black Matthew cũng đã xong rồi. Xong rồi. Ok, đen đi, 1v1 thì anh tôi có thể thua, nhưng mà 2-1 thì đừng có trách, chắc chắn là thắng luôn. Làm ngay một mạng dành cho đen đi để lấy lợi thế ở mid trước cái con Nina này. Trên top này thì có vẻ như NB đang không quá thoải mái, anh ta có thể chết luôn ở đây này. Một cái lane mà chôn đang rất xanh rồi. Và anh chàng Oseker lại tiếp tục di chuyển thằng bot để có thể là chặn đầu cái con bát này. Liệu là con bát thì anh ta buộc phải đi 2 thôi, chứ còn bây giờ mà đi 1 thì cảm giác kiểu slug free farm quá. Đi 1 là chết luôn, bởi vì cái lượng đam đến từ cái con Grim chắc là rất lớn. Inwell rồi, có Inwell và cần một cú fit su đẹp nào. Fit su già và lượng sát thương sẽ là đủ thôi. Nhưng mà hai đều slug, hình như anh nhìn thì có thể check cho anh xem slug ăn được một đăng ý chắc là không. Pha đó thì bát rider di chuyển không, hơi xa rồi. Không được, phải sát hẳn cơ thì mới được. Ok, lấy được mạng của bát rider. Tuy nhiên Slug thì anh ta không có mạng, cũng không có cho mình một Agi. Không phải là quá lãi dành cho bên kia B8 đâu. Hai đều. Bây giờ lúc đầu thì với sự hỗ trợ đến từ bên phía ở Seeker thì anh ta đã có một chút lợi thế về mặt XP. Nhưng mà trong cái đó ở khu vực gần sông thì sao, Immersion cùng với người đồng đội của mình đang muốn đánh nhau. Một con Seeker level 1 thì chỉ là một cái fixture để block thôi anh em ạ, không phải là một gì nhiều. LeBron, anh ta kịp TP về nhà. Ok, cú fit xua này nó chặn đầu Immersion đi vài Excalibur, anh ta sẽ chặn đầu được anh chàng Immersion. Và bây giờ thì liệu nó có cộng thêm một Agi không đây, nhảy trượt rồi. Excalibur vẫn đang cố gắng với theo, nhưng một con Pango này nó có cho mình đó là một đôi giày và anh ta vẫn chạy được anh em ạ. Ít ra thì cũng phá được bình máu rồi, và đấy Excalibur xử lý thật sự là hơi kém một tí, rõ ràng là anh ta có thể nhảy trúng được. Excalibur thì anh ta khá là thoải mái đấy, bởi vì cái việc là hai sát boss họ đã zone được cặp đôi offlane của đối phương rồi, làm cho một con Slug nó được đi một mình. Anh ta vừa được farm lại vừa có level, sẽ là một con Slug xanh. Nhưng mà trên top thì chôn chẳng khác gì anh em ạ. Chôn thì gần như là free farm. Khi mà các thành viên bên phía B8 họ đã chơi đến 3 người dưới boss rồi. Một mình NB ở trên top thì không thể nào cản được chôn. Anh ta có thể harass được Oracle, nhưng mà giết được chôn thì là không thể. Một trận đấu mà cả hai carry sẽ xanh. Cái kèo ở mid thì Dandy vẫn đang nhỉnh hơn một chút, bởi vì anh ta có lợi thế ngay từ đầu rồi. Một con Razor 16 lát hit, 7 deny, trong Illina chỉ là 13 vòng 1. Bot lane thì đang gặp khá nhiều vấn đề đến từ bên phía của team Spirit. Họ không thể nào mà đi đọt được cái con Slug này. Họ cũng thật ra thì cũng không phải quá lo lắng lắm, bởi vì chôn ở trên top free mà. Ừ. Con Slug này pha nhảy vừa rồi cũng đánh giá là có vẻ cũng kém kém thôi. Không sợ lắm nữa. Anh ơi, thầy nó gọi là bao kém lắm, không sợ đâu. Vâng, di chuyển ra vào cái phút đầu tiên có đun và nhặt cho mình đó là đun DD. Rất hợp lý. Nina đi mid thường là sẽ mua cho mình bottle, nhưng anh ta chẳng qua là mới đầu bị chết một mạng, lên hai đun trước nhưng chưa đủ tiền cho khó cho mình cái bottle thôi. Chứ chắc chắn là vẫn sẽ lên. Bây giờ Bad Rider có đốt lửa, anh ta sẽ không chết được và được, sẽ là rất là khó farm với hai support bên phía team B8 ở mid thì cảm giác như Dandy đang bị bắt vào. Vâng, Dandy bị bớ vào đến từ bên phía Immersion. Lượng Ergon, lượng sát thương còn thiếu một chút thôi. Và con stick đến rồi, Ergon lên bảng đếm số. Chết ngay, gánh Dandy này. Ở đây thì Bad Rider. Ui, Ursaker lưới là người phải cẩn thận nha. Khi Bad Rider ăn cho mình bình máu to rồi. Và Ursaker anh ta đã dính mấy chạc dầu rồi, 8 chạc rồi, tại 2 bắn là chết. Thêm một lần nữa nào, 9 nào. Vâng, vẫn cố gắng cắn stick lên nhưng mà 9 chạc thì thôi, thế là chết rồi. 3 đều. Hai support cố gắng dí con Bad Rider, cuối cùng lại giết ngược một mạng. Bây giờ lại đốt lửa thôi. Em nghĩ là Afterlife đang làm rất là tốt đấy. Anh ta buy được cực kỳ nhiều tham, gần như là anh ta gọi là nhảy nào. Ok, cú nhảy cuối cùng cũng dính anh em ạ. Vẫn thế được. Cuối cùng thì Afterlife lại chết trong tay của carry, thành ra là cũng không hay quá. Nếu mà Afterlife chết trong tay của Sapper thì đúng vào. Quả đấy thì anh ta lao đầu vào trụ hai luôn thì có khi lại hay. Sợ Lắc không kịp đến để lấy cho mình tiền, lấy cho mình XP. Anh ta là quá tham lam, muốn di chuyển về, sao về nổi. Và đấy thì nó đúng là cái khoảng cách cực kỳ đẹp để mà Excalibur anh ta xử lý. Chúng mình ghi nhận là pha đấy gọi là bình thường thôi, không phải quá đặc sắc. 6 phút thi đấu. Hiện tại thì bên phía của Team Spirit về mặt XP thì họ đang bị dẫn một chút thôi. Còn về mặt tiền thì họ đang là người dẫn, nhưng mà chỉ là một chút anh em ạ. Thực sự thì qua cái giai đoạn early game chúng ta vẫn chưa thấy cái sự khác biệt quá lớn.
Afterlife cùng với những người đồng đội của mình đang có vẻ như là muốn ghép lực dưới bot thì phải. Họ cắm một cái ward cao. Nào, một cái ward được cắm còn khá mới. Và cố gắng ăn con gà này, liệu không hit đây không? Ôi, vẫn chết con gà, vẫn nó cầm một cái item rất là quan trọng của Slug anh em ạ. Ôi, okay. LeBron anh ta đã cố gắng rồi, búp cái top chạy cho con gà rồi. Nhưng Bad Rider anh ta vẫn kịp bắn thêm một hit. Với việc là chôn ở trên top xanh quá, anh ta gần như chỉ cần đi một mình thôi. Thành ra là hai support của bên phía team Spirit di chuyển thoải mái, nhưng ở đây Bad Rider bị bắt rồi, phải trả giá cho cái hành động giết con gà. Tuy nhiên thì anh ta vẫn đang chạy được với một cái giày và cái người là sẽ chết thôi. Vâng. Nhưng mà quan trọng là Slug không được một AV và anh ta đuổi theo này. Anh ta phải TP lại lane để mà farm tiếp. Mất thời gian quá. TP hay đi bộ nhỉ? TP thôi. Clip chạm nhau rồi, nên không TP thì sẽ mất. Nếu mà không TP thì mất khoảng tầm 3 con clip. Không TP là đánh kém. Thường thì khi mà anh là một người chơi carry thì em nghĩ là cái việc TP để farm nó bình thường đúng không? Rõ ràng, nếu mà là Nico AB hay là ATG anh chắc chắn sẽ làm cái TP rồi. Không quan tâm đâu. Đấy, họ mất 2-3 con clip anh em ạ. Họ tích nghiệm từng con clip một mà. Carry là phải farm từng con clip một. Ui, một cú clip chua để cố gắng phân cách đội hình của hai team. Nhưng mà rõ ràng có Mark Rider này không quan tâm cho lắm. Dĩm cú stun đến bên phía Aegon, ngay lập tức Dandy phải lên bảng rồi. Anh chàng ở trên cờ dính thêm một pha đá lửa nữa và thôi rồi. Đó là cái double kill dành cho Afterlife. Anh tôi phải nằm xuống rồi. Khi mà lần này đối phương không phải là 3 người mà bây giờ là 4 người rồi. Muốn giết Dandy bằng được. Ok, chấp nhận thôi. Trên top kìa. Ui, một con chôn nó có vẻ như là xanh quá nhỉ. Ăn thêm cái trụ này, nét vuốt anh ta thì là thôi nhìn kìa. Cái nét vuốt anh ta cách biệt hoàn toàn so với cả Slug. Gần 1k nét vuốt rồi. Và hướng đến cho mình một cái Fury, quyết định là đánh về giai đoạn late game. Đang đen, rất căng thẳng. Cái team thì đều có những tình huống di chuyển của riêng mình, cố gắng có mạng. Nhưng hiện tại thì rõ ràng là bình thường team của Spirit đang bắt đầu nhỉnh hơn rồi anh em ạ. Một con trôn rất là xanh. Trôn xanh, khi mà có Fury thì sẽ farm nhanh hơn Slug rất là nhiều. Với late game thì anh đánh giá nếu mà 1v1 thì không có cửa với chôn đâu. Chôn đấm nhanh lắm. Ở đây Nina không bắt được. Hai support, một ông level 2, một ông level 4 thì lấy đâu ra đam. Chắc chắn phải có Dandy di chuyển vào thì mới may ra mà giết được cái con Nina đó. Gostic có mặt ở mid để cố gắng gọi những con đệ lên ghép lực lên. Và bên phía team của Lin họ cắt người ra là đẹp rồi. Hai con sắp level 4 không thể làm được gì quá nhiều. Phải có thêm một con chôn anh em ạ. Quá hợp lý. Có mặt ở đây để giở áp lực, sau đó là lại đi về farm tiếp. Excalibur cũng đến rồi. Ô, cái gì thế này? Ơ. Vâng. Tập trung rất nhiều người ở mid và Excalibur có ngay cho mình một mạng. Sao đây? Misa bị giữ chân lại bởi cái spot này và sẽ là hai mạng dành cho bên phía Excalibur mà thôi. Hai Agi quá dễ dàng anh em ạ. Và bây giờ thì anh ta đã có 3 Agi vĩnh viễn rồi. Rất tuyệt vời. Bây giờ cố gắng ăn trụ trách lăng cái tầm nhìn của cái mắt này xem nào. Rõ ràng là pha đấy thì nó đã đến rồi. Tức là cái con Tango nó đã nhìn thấy Slug rồi nhưng không hiểu sao anh ta không nhảy đi để nổ cho mình một cái Inwell. Cảm giác hơi sai đấy. Rõ ràng pha đấy anh nghĩ Tango phải lùi về được đúng không? Mà không ra. Bên phía B8 xử lý tốt. Có cho mình hai mạng. Một cái trụ. Và bây giờ thì có một tình huống smoke. B8 muốn nhắm vào cái con troll này khi họ có tầm nhìn của Directio. Một cú hụt nam này, một cú sai lần này, Directio đã cố gắng sống sót bằng ultimate của mình. Nào chứ quay ra thì đấm cơ hồ được tí máu nào đâu. Khi mà sát thương đã hết rồi, Directio sẽ phải lên bảng điểm số thôi. Nhưng mà bây giờ thì liệu là Dandy có về được không? Anh ta không về được. Cú chói này nó không được lâu cho lắm. Nhưng mà LeBron thì có lẽ là vẫn phải chết khi mà Aegon đang khá gần rồi. Trong khi đó thì Gostic cũng phải nằm xuống trong tay của Afterlife. Một đổi ba. Một đổi ba, ngô khoai cũng đổi. Rõ ràng là chôn chết đấy, carry chính. Nhưng mà đối phương chết tận 3 người thì B8 là người lỗ rồi. Đúng. Một đổi hai thì ok, chấp nhận được. Đấy là một con chôn nó rất xanh. Và cái việc giết một con chôn một mạng là quan trọng. Nhưng một đổi ba thì đúng là ngô khoai cũng đổi rồi. Em không đánh giá cao cái pha đấy lắm khi mà họ cố gắng bắt chôn xong. Nhưng mà tại vì chôn nó bay quá nhiều thang bằng cái ultimate ấy. Nên là bên phía của B8 không biết phải làm gì cả. Bây giờ đứng lại đánh thì nó cũng chưa chết được. Mà chạy đi thì nhớ đâu nó lại đồng độ backup thì sao? Đúng không? Nói chung là lúc đấy là phải liều thôi. Đúng, phải đứng lại. Đứng lại để giết con chôn đã. Rồi có chết thì cũng phải chấp nhận thôi. Vâng, giờ thì 3 thành viên của bên phía của team Spirit tẩy xuống bot. Có lẽ họ đang muốn ăn trụ chứ không phải là nhắm vào con Slug này đâu. Họ muốn ăn trụ. Slug nếu mà cảm giác không đép được thì nên là TP đi lane khác luôn. Không quá chèn cối ở đây làm gì. Các thành viên B8 thì cũng đã ở trên top rồi. Cái con Slug trong tay của Excalibur anh ta có thể di chuyển vào farm rừng hoặc là lên giúp đồng đội bút trụ sẽ là hay hơn. Không chèn cối để đép được cái trụ ở dưới bot này đâu. Nào đều quyết định là đi farm rừng.
Ok, cũng là một quyết định hợp lý. Network thì chưa nhiều đâu, nhưng XP thì bên phía của team sở đít họ dẫn gần đến 4k rồi. Chôn thì cảm giác như anh ta đang đấm rất là lực ở cái trụ dưới boss rồi. Sao? Quay dìu liên tục và sẽ là lát hit cho mình cái trụ rồi. TP lên top đến từ bên phía Immersion. Afterline muốn đánh nhau và anh ta mới được có stick rồi. Bendy dù có cũng không thể giải quyết được vấn đề gì anh em ạ. Khi Immersion còn đó là cái do linh Thunder. Có stick lên mà Dominating dành cho bên phía Afterline. Anh ta cũng đến. Anh ta định làm gì đây? Nhìn thấy Misa rồi nhưng mà Misa còn đó là Ultimate. Nên là Excalibur không thể làm gì được cả. Giờ thì khi mà nó mất đắc bách. Ồ, vẫn đánh cả bao xong. Cố gắng bật cả Shadow Dance lên, cố gắng sống sót. Và cái bao này liệu anh ta vẫn nhảy đi được không đây? Vẫn đang cố gắng để đi ra khỏi tầm Afterlife. Và Excalibur về được rồi. Rất là may mắn, lượng HP không còn bao nhiêu cả. Mình đang thấy bên B8 họ đánh hơi thiếu, dứt khoát. Cái việc vút trụ thì cần phải đông người hơn. Để con mình con NB là không được. Chắc chắn bây giờ phải đi ra đánh luôn. Xong, sau đó khi mà cái con NB chết rồi thì Slug nó xuất hiện. Và anh ta gần như là chơi game một mình. Anh ta nhảy vào nhưng đồng đội đã di chuyển về. Xong cuối cùng anh ta phải dùng cả ulti để chạy đi. Cảm giác là chơi game nó rất là bị rời rạc anh em ạ. Nhìn bên phía của Spirit họ có cái chiến thuật rõ ràng là trôn ăn dưới boss. Sau đó ăn xong thì chúng tôi đẩy lên để đét cái trụ ở trên top để không cho đối phương đổi trụ. Nó cảm giác chiến thuật nó rõ ràng hơn rất là nhiều. B8 đánh trông rời rạc quá. Thật sự Dota thì ở trong những trận đấu thì chúng ta nên có cho mình một cái chiến thuật xuyên suốt. Có một người biết là lúc đó là team phải làm gì. Cứ biết gọi là mạnh ở đâu chạy đến đấy thì chết. Giống như kiểu hôm qua anh em có thể thấy team HR ấy, họ biết cái chiến thuật của họ là cần Shadowfin. Sau khi đủ đồ phát là ăn đồ san là end luôn. Họ tham minh được cái khoảng thời gian mà anh nghĩ là cái quan trọng nhất của một team ấy là captain. Thực sự cái người captain in game mà đồng đội phải nghe lời anh ta, phải tôn trọng anh ta khi mà anh ta ra quyết định. Có thể là quyết định đấy không sáng suốt nhưng ít nhất là họ cũng phải làm nghe theo. Nói chung là Captain đã nói là phải nghe kể cả sai. Nhưng mà ok, hết game chúng ta bàn bạc với nhau sau. Nhưng mà ở trong game thì phải nghe Captain. Đúng. Không nghe thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Cảm giác như chơi game sẽ không thoải mái với nhau nữa. Rồi thì hụt hạc với nhau thì rất là khó đánh. Không hiểu là bên phía của B8 sẽ ăn cái trụ này kiểu gì cho nhanh đây. Rất là chậm. Sẽ là ăn được thôi. Ăn được nhưng mà chậm quá. Cái trụ ở mid có lẽ đổi trụ. Ở mid thì cái trụ thế thì lại không lại. Trụ mid thì lớn hơn trụ top. Đành vậy chứ không đổi trụ cũng biết làm thế nào đây. Vâng, B8. Vâng, trong khi đó LeBron phải nằm xuống. Cái gì vậy? Anh ta cố gắng ra để đép nhưng với một cái mắt ở đằng sau. Anh ta chỉ là sắp 5 thôi. Cái việc mà anh ta cố gắng di chuyển ra để câu kéo thời gian thì cũng là hợp lý. Anh ta lại chết hơi nhanh. Okay. Anh ta cũng câu kéo được khoảng 1 wave clip thì là đẹp. Chết luôn thì cũng chẳng hay lắm. Bây giờ Excalibur nhảy được vào người Immersion. Còn Panko dính khá nhiều sát thương đến từ bên phía Slug cũng như là Ghostic. Dendy cũng đến rồi. Immersion sẽ phải chết rồi. Liệu là cái lượng HP còn lại có đủ không? Em nghĩ là phải đủ. Chắc là hai mạng dành cho bên phía team B8. Nhưng mà bây giờ thì Afterlife cũng bị nhìn thấy. Rất may cho anh ta là một lượng tốc chạy khá cao đến từ cái giày bay cũng như là cái Vinlay. Đây lúc rồi anh ta lùi về. Cuối cùng thì Excalibur anh ta làm tốt với cái defu của mình. Làm cho Panko nó không có mana để mà lăn đi. Hai mạng. Chẳng nhẽ sau 10 kill thì B8 họ lại lật keo chắc. 10 kill thì bên phía của team Spirit họ ăn rồi anh em ạ. Sau 10 kill phát là B8 họ có liền cho mình hai mạng. Bây giờ thì con trôn này nó đã có Fury chưa? 7k thì chắc là bây giờ đang đi có rồi. Cứ tưởng là anh ta đang đi mua nhưng thật ra là vừa mua xong rồi. Một con Slug, một cái defu chủ yếu để đi giúp team đánh nhau. Đây một con trôn có Fury nó sẽ farm rất là nhanh. Xong rồi, đã đánh chiều. Để cho anh ta farm khoảng 10 phút nữa thôi là thua. Incredible chạy vào và scout được. Nhưng mà anh ta cũng cần phải cẩn thận. Con Slug này không thể nào clean clip được. Đó, anh ta chỉ đánh nhau thôi chứ bảo là ăn trộm cái má Ensign này rất là khó. Cảm giác cái trôn anh đã chẳng sợ đâu, vẫn đứng lại để mà clear nốt thôi. Đẩy một con bóng vào nhưng mà rất nhanh tay Excalibur nhận ra được. Bây giờ thì ai sẽ là người vào trước đây, tiếp tục là một con bóng nữa. Nhưng Aegon không câu được cái gì cả. Vẫn đang gọi là giàn giữ nhau đến cả hai team. Vì một sự một tình huống xiên táo. Afterlife đang cố gắng giữ chân đối thủ nhưng mà rất nhanh. Đó là cái đắp bách để giải đi cái Flaming Lazo. Vậy là bên phía team B8 một người thất thế hơn. Từ từ đã, cái bây giờ cái Flaming Lazo mới được cast và thôi rồi. Excalibur anh ta bị trói lại đến từ một cú trói của Misa. Nhưng mà rất may Excalibur lại anh ta kịp nhảy đi bằng một cái góc khá dị. Aegon đẩy lên, block được cái ông Razor lên rồi. Ngay lập tức Excalibur cũng phải lên bằng đếm số. Trời ơi, Dendy ơi. Liên tục bị đấm vào đến từ các thành viên của team Spirit. Và rất có thể đây là một cú bắt thảm họa dành cho B8. Ba người lên bảng. Người thứ tư thì cố gắng xù đi. Và được rồi, ok. Slug
anh ta nhảy được cái góc khá hay đấy. Bình thường anh không nghĩ là Slug sẽ thoát ra được đâu, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nằm xuống. V8 thì họ vẫn thất bại trong cái việc kiểm soát cái bãi Ensign cũng như là combat ở pha đó. Anh em thông cảm nhé, tại vì là khi mà bọn mình cắt thì bọn mình không được nghe tiếng đấy, chứ mình có nghe tiếng là mình biết ngay là có Lasso hay không. Lúc ấy cứ thấy dí dí mà lại cứ tưởng Lasso rồi. Lần sau bọn mình sẽ cố gắng để ý hơn. Pha đấy thì nó cũng gọi là kiểu con bát nó cứ bay lên đầu nữa, chưa nhìn rõ lắm. Bây giờ Earthshaker cố gắng hoàn thành cho mình cái Blink ở dưới bot, đang phải cẩn thận. Không, bây giờ ra farm gặp Pango cũng như là Chôn di chuyển đến thì còn lâu mới có Blink này. Sử dụng cả lăn bóng thì là thôi. Còn Earthshaker này nó đi rồi. Vâng, Earthshaker. Anh chàng này có vẻ như là chưa ổn lắm ở trong cái việc đánh ở combe. Còn Earthshaker 16 phút, thậm chí 17 phút rồi chưa có Blink, anh đánh ra là chậm. Nhưng còn Earthshaker support số 4 thì thường là 15 phút là khó rồi. Ở 500 cắt giải thì không bao giờ được nghe tiếng anh em ạ, kể cả set go hay là Dota. Set go thì có một lần là em cũng nghe chia sẻ rồi. Tức là mặc dù là khi mà cắt thì không nghe thấy tiếng, nhưng mà anh biết cutter cắt kiểu gì không? Vẫn đoán được. Nó chạy thì vẫn nghe thấy tiếng là quá. Thì cũng cắt kêu là bắt đầu nghe thấy tiếng rồi, thực ra là ông cutter cũng nghe thấy cái gì đâu. Và mình thì dùng cái phần mềm VMix anh em ạ. Để có thể gọi là cái phần mềm đấy nó có tiện ích hơn. Thế nên là bọn mình không đeo tai nghe. Chứ mà những cái giải như này thì bọn mình sẽ không đeo đâu. Nếu mà những cái giải mà do 500 sản xuất, những cái giải quan trọng mà gọi là... Nhưng mà kể cả giải đấy có được nghe đâu. Cũng có nghe được một ít, có thể setup nghe được một ít. Nói chung là đeo tai nghe thì cái việc cắt thì đeo tai nghe sẽ là tốt hơn. Chuẩn hơn, nghe một phát là biết ngay sự kiện gì. Ngày nào cũng đeo tai nghe thì đau tai anh em ạ. Nói chung là đeo tai nghe nó cũng có vấn đề về gọi là giao tiếp giữa hai caster nữa. Đeo tai nghe vào lại không nghe thấy ông kia nói gì, cả hai ông cùng hét lên thì nó cũng gọi là tệ. Đúng. Chứ mà bọn mình thì không đeo tai nghe, nhưng bọn mình thi thoảng mới gọi là lỗi tí thôi, anh em yên tâm. Bọn tôi thì mắt tinh lắm. Nói chung là để mà bảo là xem game mà không đeo tai nghe, anh em nói chung là chỉ thật sự là nó chỉ khoảng đạt được khoảng độ 70% thôi. Có tai nghe các thứ thì nó vẫn là chuẩn xác hơn chứ không bình, sao. Bình thường là nghe tiếng game vào thì nó cũng gọi là nó nhập tâm hơn vào game, nhưng mà không đeo thì bọn mình vẫn cắt được bình thường anh em ạ. Thỉnh thoảng thì có sẽ có một tình huống gọi là cắt lỗ một tí. Đấy, không biết là skill này ra chưa. Anh em thì được nghe đầy đủ tiếng game và tiếng cắt nên là anh em sẽ khác. Mình không được nghe đầy đủ. 14-10, 5k net change. Cùng với đó là 10k XP. Một trận đấu mà team Spirit đang làm rất tốt. Con trôn này nó đang quá to rồi. Cứ như thế này thì sẽ là không có cửa dành cho B8. Thật sự họ đang bế tắc. Earthshaker chưa có Blink. Muốn chủ động đi đánh nhau cũng chẳng được. Ai là người mở combat đây? Slug nhảy vào với cái defuse à? Không, không hay. Các thành viên bên phía của team Spirit đã có một cái Force Smart trên người Nina rồi. Bây giờ Slug muốn nhảy vào defuse thì Nina vẫn có thể tự cứu bản thân mình cũng như là cứu đồng đội thôi. Một cái Force Start có thể né được cái bao của Slug mà anh em. Đeo tai nghe thì nó có nhiều vấn đề anh em ạ. Đeo tai nghe mà bật tiếng game lên thì nó sẽ có một vấn đề. Mình sẽ không nghe thấy người còn lại nói cái gì. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ bọn mình đua cát với nhau anh em ạ. Nó khác với cái việc là kiểu hai ông ngồi cứ ngồi kiểu là cãi nhau. Nó rất là khác. Bây giờ phải nghe xem người kia nói gì. Đấy, để mình xem là có đúng hay không. Hoặc là mình có thể là bàn tán thêm vào cái thứ. Chứ bây giờ anh em đeo tai nghe, anh em nghe tiếng game thì nghe được ông kia nói gì đâu. Đúng chưa? Nó khó lắm anh em ạ. Cái gì nó có cái khó riêng đấy. Nên là thực ra là cái phương án mà không đeo tai nghe và chỉ có nghe tiếng người kia nói thôi là nó cũng là chuẩn nhất rồi. Mình thích không đeo tai nghe hơn, nói thật với anh em. Không đeo tai nghe cảm giác cũng thoải mái. Đeo tai nghe ngày nào, đeo tai nghe hơi mệt một tí. Ra chơi game thì tôi vẫn đeo. Nhưng mà cắt giải thì không, lười lắm. Đeo nó bị đau tai này. Xong cũng không nghe được ối nói gì, hai ông lại cãi nhau thì chết. Chứ anh em thi thoảng bọn tôi có là nhầm lẫn tí thôi mà. Không có tai nghe không sao đâu, bọn tôi cả năm nay rồi. Chứ không phải là mới đâu. Toàn dân cắt gọi là lâu lắm rồi, kéo được vào người của Nenty. Và thế là hết rồi. Anh tôi lên 3. 15-10 dành cho bên phía của team Spirit. Ăn đô san thôi. Có đủ điều kiện để ăn cho mình cái con đô san này. Chôn thì vẫn còn ulti, cảm giác cần thiết khi chôn anh ta thiếu máu quá thì có thể dùng ulti để hồi lại lượng máu khi ăn đô san, nhưng với cái lucky shot thì có lẽ là không cần đâu, con đô san này sẽ không đấm được thêm cả stun Nina. Chôn thì nó là chiến thần vô địch anh ạ, nếu mà 1v1 thì nó không có tuổi, càng đấm càng nhanh, tay siêu dẻo luôn, tay này chắc chắn là phải là tay của ATG, siêu nhanh siêu dẻo. Làm sao để cho... Anh nghĩ là nếu mà có một cái chiến thuật nào đó để giúp cho B8 comeback thì nó sẽ là gì nào? Trận đấu này á? GG là game 2. Game 2 thì comeback cái gì? Excalibur nào? Đang bị 4 người quay thì tôi không nghĩ là anh ta có thể lùi về được. Comeback kiểu gì hả em? Carry chính thì là chết như vậy. Thôi GG là game mới, game này thì anh chưa nghĩ là cách nào để comeback. Khó lắm.
Bây giờ phải là một pha mà Earthshaker anh ta phải echo, phải có rất nhiều điều kiện. Phải trúng cả Troll, trúng cả Oracle. Nếu mà không trúng con Oracle thì nó là búp, là giải luôn đúng không? Là Troll anh ta bật được ulti. Rất khó mà bảo là trúng cả Troll được Oracle, khó lắm. Một con Oracle nó sẽ chẳng bao giờ dí là sát người con Troll đâu. Bây giờ thì Troll anh ta đã có song kiếm rồi. Cái khả năng giữ chân đến từ cái con Earthshaker nó sẽ không là quá đủ với con Troll nữa. Đen đi 21 phút rồi, anh ta vẫn chưa thể nào hoàn thành một món đồ to. Đen đi đấy là anh ta còn gọi là không lên gậy lốc đấy. Gần như là skip gậy lốc để lên thẳng BKB mà cuối cùng 21 phút, gần 22 phút rồi cũng đã có đâu. Vâng, trói vào người của Afterlife và Ghostlink giữ chân lại. Chết rồi. Thật. Thật sự anh em bảo cái việc con Slug chết thì tôi cũng thấy là à đuổi thật. Đối phương ăn Roshan xong, ra cái khoảng cách mà từ Roshan đến cái trụ hải trên top nó rất ngắn. Và cái ông Excalibur vẫn dám đứng phản đấy thì cũng đúng là gan to thật. Gan to thì chết thôi. Chắc anh ta tự tin với cái ulti của mình. Nó không. Bây giờ với cái lượng đồ như này, cái đi vu khó chịu đấy. Mà để mà đấm nhau với con Troll này ư không, chắc chắn phải chạy. Nếu mà Slug muốn đấm nhau với Troll ấy, em nghĩ là Slug phải hơn một đồ hoặc là game đấu phải thực sự late game. Late game cũng không cần hơn đồ lắm, late game. Nhưng mà Slug... late game kiểu bằng đồ nhau thì vẫn chơi được, nhưng mà nếu mà đầu game ấy nó phải khỏe để nó hút được nhiều chỉ số của Troll thì dần dần nó sẽ thắng được. Đúng. Chứ bảo là đấu nhau tay bo thì bây giờ Troll nó đánh nhanh lắm, nó đánh khoảng độ 5 hit thôi là bắt đầu không thấy tay nó đâu rồi. Liên tục chói làm sao mà thở được. Cả hai đều thuộc dạng carry đó là càng đánh nhiều thì càng đau. Nhưng mà Troll thì lại nhanh hơn. Troll thì cái tốc độ để đẩy lên thì nhanh hơn. Nhanh quá. Con Snap lại thật sự late game cơ. Nào B8 họ đang muốn có một tiếng comeback chăng. Di chuyển lên hàng round để cố gắng bắt đối phương. Ai đó đi lên đây nhưng mà không qua đi lên cả. Đối phương cũng biết. Trời ơi không qua đi lên cả anh em ạ. Team Spirit thì họ quái lắm, họ có đi lên đâu. Thật sự cái việc Big Slug này chủ yếu là để đi lane cả Badrider thôi. Họ không tính đến cái việc đánh về late game với một con Troll đâu. Mãi bây giờ thì B8 nhận ra được là có Wayward được cắm ở một cái vị trí khá dị ở trên này. Đó là lý do vì sao mà bên phía team Spirit không đi lên. Giờ thì Directio anh đã muốn đánh nhau rồi. Afterlife kéo được đèn đi và thế là hết chăng. Ôi cố gắng cứu anh tôi đi, anh tôi chạy được bằng một cái Black King 3 ư. Ui vậy là cái hit cuối cùng nó bị beat anh em ạ. Nhưng mà nếu mà chính em cũng chết sống vẫn phải thiếu một hit đánh đến từ Nina. Con Nina này thì anh ta lên đồ theo kiểu hỗ trợ thôi. Được cần bài lớp sẽ là không sợ sờ lắc. Mà cái lượng đam của anh ta sẽ không có quá nhiều. Bây giờ thì dây giờ hết cho mình cái BKB rồi. Ai cản con Troll này bút đây. 17-10. Không nghĩ là anh không nghĩ là B8 họ yếu đến vậy. Lắp lên đống gọi là rết luôn đấy. Em thì sau khi mà xem xong cái giải cái đèo hoa thấy là tiềm năng rất lớn, đánh rất là hay. Nhìn đen đi kìa, hút đam mà mất luôn. Không hiểu anh ta chắc hút được 5 đam á. 19 đam à. Ok, là được 19 đam của con Troll. Tiếp tục lại uống giờ chả để làm gì cả. Đối phương không quan tâm lắm. Cái cặp combo Oracle với cả Troll rất là thịnh hành rồi. Có rất nhiều team sử dụng. Vẫn đang cố gắng hâu con Troll, anh em nhìn nó ném kìa. Các cái sẽ sớm mất thôi. Làm gì đó đi B8 ơi. Vâng, Excalibur cố gắng di chuyển vào, cố gắng hút cho mình một chút Agi thì với Excalibur. À, mình đang sống sót được bằng cái Blinking 3 rồi. Giờ thì mạng số 2 của Troll nào, cố gắng để cứu Troll đến thì bên phía team Spirit đi nào. Họ còn cho mình đó là cái phone 4 mid, không cần phải cứu luôn anh em ạ. Troll này nó không thèm sử dụng anti của nó đâu. Rõ ràng là anh ta tự tin. Anh ta biết là cái thời gian của Aegis sắp hết rồi. Fit cho mình cái Aegis wow, rồi. Một cú kích xuống khá đẹp đây. Và đây là cơ hội để cho B8 có thể đánh cái combat này. Excalibur, anh ta không cần Blacking 3 nữa nhưng mà vẫn cố gắng đánh ư. Excalibur bị Flaming Lazo và chết luôn trong tay của Misa. Đèn đi thì chả còn gì cả. Echo ra đất, trời ơi. Anh chàng Echo này, anh ta có Blink. Nhưng anh ta lại Echo trước khi Blink. Anh ta Echo ra đất, sau đó Blink và Fix Sùa. Mong rằng, ôi đồng đội đứng ai nhìn thấy tôi Echo rồi nhé. Không, bọn tôi nhìn thấy hết rồi ông ạ. Vâng, ông đánh cái nãy thì ông đòi đánh cho B8 thì thôi. Ở đây NB cũng sẽ là đi rồi. Trận đấu này sẽ kết thúc rồi. Echo mù hết cả mắt anh em ạ. 300 chiến binh. 300 ok, rank thì cũng được đấy. Nhưng mà Echo
300 chiến binh mà. Daddy ơi, anh có thể kiếm được ai đó support số 4 mạnh hơn không? Anh lại nhầm. 450 cũng được mà, bởi vì Dandy thì anh ta rank MMB chỉ là con số thôi. À, với Dandy thì gọi là có một cái riêng đúng không? Đúng rồi, rank ít number với Dandy là không quan trọng. Rank chỉ là con số anh em ạ, với Dandy là như vậy. Có lẽ là cái việc Earthshaker anh ta mới được tham dự vào giải đấu anh em ạ, anh em phải biết đấy. Khi mà chúng ta mới bắt đầu làm một việc gì đó thì chúng ta sẽ thấy hồi hộp. Hồi hộp thì sao? Tay sẽ run, mà tay sẽ run thì bấm sẽ trượt. Đó là lý do tại sao anh ta không vỡ linh được, có gì đâu. Anh em chưa bao giờ hồi hộp à? Cảm giác như gọi là nắm tay gái lần đầu tiên chẳng hạn, tay chẳng run nó mẹ ra. Ông sơ lắc tay, à chính xác là ông sơ cơ thì cũng vậy đấy. Đấy, cũng là gọi là đánh giải lần đầu. Lần đầu đi anh giải chắc thế. Tay run, tim đập nhanh, thế nên là xử lý hơi kém tí. Anh em cho anh ta thời gian đi, có phải là game 2 thì có bất hồi hộp hơn chăng. Em thì em nghĩ là chúng ta không nên gọi là đánh giá player quá vì những cái màn thể hiện họ, tại vì một trận thì chưa nói được. Reso ngày xưa thế, một khác trận gì đâu. Đúng, một trận thì không nói lên được anh em ạ. Reso giải đầu tiên đánh như khỉ mà gì đâu. Cho anh ta một giải đi, sau một giải đấu thì chúng ta mới biết được. Reso cái thời mà mới về VP anh em ạ, nó gọi là nát bét. Vâng, bây giờ thì có một combat cuối cùng chăng. Directio tăng một chút đến từ bên phía của anh chàng Zlack. Bây giờ thì ui, Zlack chết luôn ạ. Và thế là hết chăng. Dandy solo lại và Afterlife đang di chuyển lên một cú đá lửa không dính ai cả. Dandy TP về bằng một cái Black Kim Ban mà không được luôn. Trời ơi, khi mà Aegon anh ta đấm quá đau, có crit 1 anh em ạ, đấm siêu nhanh và siêu đau luôn. Thôi hết rồi, em nghĩ là hết rồi. Bây giờ em nghĩ là hết á? Cá nhân tôi thì thấy game này hết từ phút thứ 14 rồi anh em ạ. Bây giờ mình phải bỏ qua cho người ta chứ, cay dã man. Thôi chờ game 2 đi. Game 1 này thì đúng là hết rồi anh em ạ. Game 1 này thì còn gì nữa đâu. Miracle thì ngay từ lần đầu tiên mà anh ta đánh giải, anh ta đánh cho team Monkey Business đúng không, thì anh đã thấy nó là một con quái vật rồi. Bởi vì mình thì đã xem Miracle stream trước đó rồi. Thật sự cái việc mà Miracle chơi con gì thì tôi bảo ủa, gần như là anh ta dạy lại tôi cách chơi Dota luôn. Anh ta cầm BL, cầm Darkonaut rồi. Chưa bao giờ thấy thằng nào nó đánh Dota nó quái vật như vậy. Đã từng xem ADV cũng thấy là kinh rồi, nhưng mà đến lúc mà tôi xem Miracle thì câu chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Đây bên phía của B8 vẫn đang cố gắng chảy gối thôi. Nhưng mà Wilson thì anh ta liên tiếp vào phá đấy. Và thế tình huống lăn bóng. Em không hiểu là bên ta đang cố gắng làm cái gì nữa. Cái tính cách này Dandy đã khó từ cái thời ở Nam. Ui trông kìa. Ui một con Lina đập chết Lebron Dota luôn. Wick Zip dành cho Aegon rồi. Và trông ui, cái lượng ra tường nó là quá lớn anh em ạ. Crit 1 à? Crit 2 rồi. Crit 2 rồi và cứ thế mà đấm thôi. Giờ lắc có khi là cũng chết Dandy. Bật BKB á, BKB này. Vâng, BKB với chúng tôi anh em ạ. Dandy bị một con Lina bắn chết, không thể nào mà đau đớn hơn. Vâng, giờ thì có xô vào Fountain, nhưng mà bên phía team B8 đã vô gì đi chọn.